Chào mừng cô bác, anh chị, các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Huế. Nhắc về những cái tuyến đường của Huế, chúng ta không thể không bỏ qua một cái con đường rất là nổi tiếng của Huế mình, mà mỗi lần mà nhắc đến dường như ai cũng biết, đó chính là đường Điện Biên Phủ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan con đường này để tìm hiểu xem thử con đường có những cái công trình kiến trúc đặc biệt gì và những cái lịch sử của cái con đường này. Và bây giờ thì mời các bạn, các bác, anh chị cùng Cuộc Sống Huế khám phá cái con đường này. Nhắc về vị trí của con đường thì con đường này nó nằm trên địa bàn của ba phường là phường Vĩnh Ninh, Trường An và phường Đúc ở phía nam của kinh thành Huế. Khởi đầu của nó là đoạn đường Lê Lợi, nơi chỗ cạnh với là bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, và đi ngược theo hướng cầu Nam Giao để lên được cái đàng Nam Giao của Huế mình. Con đường này nó dài hơn 2 km. Về lịch sử hình thành con đường này nó được hình thành vào cuối thế kỷ 19, tức là năm 1898. Nguyên trước nó là một trong những cái nền trái đất biên hòa. Khi mở đường, vua Thanh Thái cho giải tỏa di dời một số cái tháp tổ và các tăng ni Phật tử vào khuôn viên chùa Bảo Quốc. Lúc đầu nó mang tên là Nam Giao Tân Lộ, người Pháp gọi là Đại Lộ Nam Giao. Có khi con đường này cũng được gọi là sông Hành phía Tây để phân biệt với là con đường sông Hành phía Đông, tức là đường Phạm Bội Châu ngày nay. Sau năm 1956 thì con đường này mang tên là Lam Sơn, và đến năm 1977 thì nó đổi tên thành đường Điện Biên Phủ và giữ cho đến ngày nay. Nhưng mà dân gian vẫn hay gọi cái con đường Điện Biên Phủ này là đường Nam Giao. Nếu lúc đó chúng ta chú ý, chúng ta sẽ thấy một cái đàng Nam Giao. Đây là đàng Nam Giao triều Nguyễn, là nơi mà các vua nhà Nguyễn tổ chức những cái lễ tế trời đất vào những cái mùa xuân hàng năm, thuộc địa phận của Trường An, thành phố Huế. Đây là cái đàng Nam Giao duy nhất tồn tại trong nhiều cái đàng Nam Giao cổ ở Huế mình. Và cái khu vực đàng Nam Giao đó nó luôn luôn mở cửa để chào đón khách đi vào. Vì vậy mà nếu một cô bác anh chị đi tham quan đường Điện Biên Phủ này thì có thể là ghé vào trong khu vực đàng Nam Giao. Nơi đó là nơi sẽ có rất là nhiều cái tảng thông. Rồi cũng có những cô bác anh chị mà ở quanh khu vực đường đó cũng hay ghé vào để tản bộ và ngắm cảnh tại khi con đường. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục đi khám phá trên cái con đường Điện Biên Phủ này. Nó sẽ giao nhau rất là đường, chẳng hạn như là đường Thanh Hải đây. Thì trên đường Thanh Hải này, trước kia Cuộc Sống Huế cũng có giới thiệu một cái ngôi chùa trên cái con đường Thanh Hải này rồi. Như là chùa Tư Hiếu, chúng ta đi thẳng vào chúng ta cũng gặp chùa Tư Hiếu. Rồi chùa Thiên Lâm, chúng ta cũng đi vào hướng đó. Đi tới đoạn đầu này, chúng ta sẽ thấy một vài cái nhà cổ nó nằm ở ven đường. Mùa này rất là đẹp, mùa này là mùa hoa phượng nở. Vì vậy mà đi ngang qua những cái ngôi nhà kiến trúc cổ kết hợp với là những cái cây hoa phượng nở đỏ trước mặt nhà, nó tạo ra cái không gian rất là đẹp mà chúng ta đi tham quan cái con đường này. Và đặc biệt trên con đường này cũng có một người thầy của mình, nhà thầy bán gạo. Nhà thầy rất là giàu á. Tại vì sao mà mỗi lần đi dạy thầy toàn đi ô tô lên trường. Chưa mà biết là nhà thầy bán gạo tại đường Điện Biên Phủ này. Đi ngang qua nhà thầy luôn. Đi qua kiệt 352 này, Cuộc Sống Huế cùng muốn giới thiệu cho các bạn anh chị cái kiệt này. Đấy được xem là một trong những kiệt đẹp nhất của cái đường Điện Biên Phủ. Thì kiệt này sẽ nổi sang đường Phạm Bội Châu. Đi dọc tuyến đường này chúng ta sẽ thấy những cái hang tre rất là đẹp. Với là cái kiệt này là rộng nữa, hai ô tô lách nhau cũng được. Đi tới một đoạn chúng ta sẽ tới một cái ngôi chùa, chùa Lam Sơn. Một trong những ngôi chùa rất là đẹp. Vào những cái ngày lễ Phật thì cũng nó mở cửa để đón khách. Còn những ngày thường thì ít người tham quan cái ngôi chùa này lắm. Đối diện với nó là một trong những cái nhà hàng tiệc cưới được thiết kế theo cái phong cách cổ điển mà chúng ta có thể thấy là vào một ngày thứ bảy chủ nhật á, những cái lễ cưới hay là những cái tiệc đều diễn ra ở chỗ này rất là rầm rộ.
Nhưng mà thật sự mà nói hôm nay ngày thứ 6, rẽ xong một con đường này mà họ vẫn cười như bình thường. Đó, ở bên kia. Rõ ràng đi trên con đường này các bạn chỉ có thể thấy rằng là rất là nhiều cái ngôi chùa cổ, giống như là đi về dưới kia là chúng ta sẽ có vài ngôi chùa như là chùa Thiên Lâm này, chùa Tự Đàm này, rồi một cái tỉnh thất và cũng thêm một cái chùa nữa mà Thanh cũng rõ tên. Chập mà chúng ta về dưới kia chúng ta sẽ thấy đi dọc tuyến đường này thôi chúng ta thấy được khoảng 3 đến 4 cái ngôi chùa với một cái tỉnh thất đó, một con đường nhỏ nằm ven xứ Huế. Có một điều đặc biệt trên con đường này nữa các bác anh chị thấy, ở hai bên hàng cây rất là xanh mát. Vì vậy mà mỗi người dân khi mà đi tham quan cái con đường này thì cảm nhận được cái bóng mát trên con đường. Và đây cũng là một trong những cái con đường huyết mạch của Huế mình đi lên khu vực Tuần. Và những cái khu vực như là Nam Giao thì người ta cũng đi đến lên bằng đường này rất là nhiều. Vì vậy mà vì sao mà cô bác anh chị thấy là cái con đường nó rất là rộng và thoáng. Trước kia khi mà mình còn là học cấp 1 thì con đường này nó nhỏ thôi. Trong thời gian đó thì con đường này được mở rộng lên. Đến bây giờ thì nó trở thành một trong những tuyến đường vừa rộng vừa xanh mát và cũng là một trong những cái nơi kinh doanh rất là nhiều. Chẳng hạn như là tiệc cưới, áo cưới, những cái trung tâm tiệc cưới như vậy thì nó sẽ xuất hiện nhiều ở cái khu vực đường Điện Biên Phủ này. Các bạn chỉ nhìn trong kia là một cái khu vực bảo tàng của Huế mình. Trưng bày những cái cỗ máy xe tăng. Trước kia thì ở Huế có đường 23 tháng 8 trước mặt cái sân Hàm Nghi là có trưng bày những cái cỗ máy bay xe tăng. Nhưng mà giờ này thì nó đã bị dời đi rồi. Trước đó là bây giờ còn một khoảng sân trống thôi. Bây giờ mà chúng ta muốn xem xe tăng các kiểu là phải lên trên khu vực đường Điện Biên Phủ này để theo dõi. Đi dọc tuyến đường này chúng ta thấy cũng có một vài người họ làm lồng chim, bắt chim về nghe rìu ra rìu rót, rất là vui tai khi mà chúng ta đi qua cái tuyến phố này. Đó, lại thêm một cái trung tâm tiệc cưới nữa. Đủ kiểu, từ những cái trung tâm tiệc cưới theo kiểu truyền thống, nhà rường, rồi đến trung tâm mang phong cách hiện đại. Chập nữa chúng ta đi thẳng về cái tuyến đường này, chúng ta có thể nhiều lắm. Tính từ cái đoạn bảo tàng, đi xuống cái đoạn dốc này chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Sau đó chúng ta sẽ lên dốc lại, đoạn đường này một đoạn dốc xuống. Theo cuộc sống Huế quan sát, những cái kiệt mà nằm ở đường Điện Biên Phủ thường thường là chỉ là mấy kiệt nhỏ, một xe máy đi vào thôi. Chỉ có cái kiệt mà lúc đầu mình giới thiệu đó, kiệt hai ô tô lắc nhau được. Còn đa phần là những cái kiệt nhỏ hết. Đoạn giao nhau giữa Phan Bội Châu với là đường Điện Biên Phủ cũng là những cái kiệt nhỏ nhỏ, một xe, hai xe đi qua thôi. Còn ô tô đi vào thì rất là khó. Vì vậy mà đất ở cái khu vực đường Điện Biên Phủ này nó đất địa thì ở ngoài mặt tiền thôi. Còn ở trong hẻm thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Trước kia như cuộc sống Huế cũng có một cái căn nhà nó nằm trên cái đoạn đường Điện Biên Phủ này. Nó nằm trong ngách, một xe ô tô đi vào cũng khá là nhiều người hỏi nhưng mà chưa ai mua cả. Tại vì đa phần bữa nay họ thích những cái con đường mà ô tô đi vào được. Tại vì tương lai là sẽ mua ô tô. Vì vậy mà những kiệt như đường Điện Biên Phủ thì lại ít người mua vào lắm. Đó. Hoặc ví dụ mà có ô tô vào được đi nữa thì nó cũng rất là chật, không thể đậu được. Vì vậy mà đi dọc tuyến đường này các bạn thì thấy là ô tô nó đậu đầy ngoài đường luôn. May là cái đường nó rộng, vì vậy mà bỏ xe ngoài đường đi bộ vào. Đó, đây cũng có một cái trung tâm tiệc cưới nữa theo cái kiến trúc nhà rường. Cái này là cái không gian xưa, một trong những cái nhà hàng tiệc cưới tại Huế mình. Ngay cái khu vực không gian xưa đi tới một đoạn là chúng ta sẽ tới một cái bệnh viện rất là nổi tiếng của Huế mình, đó chính là bệnh viện Hoàng Viết Thắng, một trong những cái bệnh viện đa khoa. Trước kia mình cũng vài lần đi vào trong này khám rồi. Bác sĩ trong này rất là nhiệt tình. Đó, vì vậy mà vì sao mà nó vừa nổi tiếng và nó PR cũng rất là nhiều nữa. Đến TRT, đài truyền hình địa phương của Huế mình rất là nhiều lần. Vì vậy mà người dân Huế đa phần ai cũng biết cái bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng này.
Bây giờ chúng ta lại nhìn thấy rất xa một cái ngôi chùa nữa, nó nằm ngay cái đường giao nhau với đường Thất Tịnh Kiết, một trong những con đường mà Cuộc Sống Huế cũng đã giới thiệu rồi. Trước khi mà chúng ta đi vào cái tổ đình Kim Tiên, Cuộc Sống Huế có làm một cái video về tổ đình Kim Tiên ở trong cái đường Thất Tịnh Kiết, thì chúng ta sẽ băng qua một cái ngôi chùa. Đây, bây giờ đây chính là cái ngôi chùa đó. Và cái chùa này mang tên là chùa Kiều Đàm, nó cũng lại âm của chùa Tư Đàm. Tập là chúng ta đi dọc tuyến đường này là đường Sư Lực Quán, Sư Liệu Quán, là chúng ta sẽ có một thêm một ngôi chùa nữa. Chùa này là chùa Tư Đàm, một trong những cái ngôi chùa nổi tiếng của Huế mình luôn. Đoạn này là bắt đầu sau khi mà chúng ta xuống dốc hết á, là đoạn này ngay chùa Kiều Đàm này là chúng ta bắt đầu lên trên dốc lại. Đường Điện Biên Phủ này rất là hay, nếu mà chúng ta thực chất là chúng ta giống như đi hình chữ V vậy, đi từ đang Nam Giao đi xuống cái đoạn Sư Lịch Quảng này, là chúng ta sẽ như xuống dốc, sau đó chúng ta lại lên dốc lại, sau chúng ta lại xuống dốc tiếp. Đó, con đường nó quanh queo như vậy á. Đây là một trong những cái kiệt khác của đường Điện Biên Phủ nữa. Nhưng mà cái kiệt này thì có một cái là nó rất là thấp. Mấy cái nhà hai tầng xây dựng này thì giống như là ngang với mặt đường thôi. Đó. Mình nghe tin đồn là tương lai con đường này nó cũng sẽ được nâng lên để cho nó phù hợp với tuyến đường hơn. Trước khi tới về cái chùa Tư Đa mà chúng ta lại đi qua thêm một cái chùa nữa, người ta gọi là chùa Thiền Lâm. Ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa nó nằm ngay mặt tiền đường Điện Biên Phủ luôn, nhưng mà rất là ít. Hôm nay Cuộc Sống Huế khi mà đi tản bộ trên con đường này mà chú ý nhìn vào thì mình biết trong này có thêm một cái ngôi chùa như vậy nữa. Đó. Giới thiệu cho các bác anh chị một cái ngôi chùa, chùa Thiền Lâm là tại đường này. Có lẽ là trong thời gian tới Cuộc Sống Huế sẽ cố gắng là làm sao đó để đi khám phá hết những cái ngôi chùa trên đường Điện Biên Phủ này, 3 ngôi chùa, 4 ngôi chùa. Trên những cái tuyến đường mà Điện Biên Phủ này Cuộc Sống Huế chưa khám phá cái ngôi chùa nào hết á. Vì vậy trong tương lai cô anh chị sẽ được xem thêm chùa Thiền Lâm này, chùa Kiều Đàm này, chùa Lam Sơn này, rồi chùa Tư Đàm tại cái khu vực này. Đó, đây là cái đường đoạn giao nhau với đường Sư Liệu Quán, một cái tháp nổi tiếng của chùa. Và phía bên cạnh là cái nơi thiền viện của chùa. Sau khi mà chúng ta đi lên được tới chùa Tư Đàm xong là chúng ta bắt đầu lại đổ phía dốc xuống. Đó, con đường Điện Biên Phủ này là nó như vậy á, nó cứ dốc lên dốc xuống như vậy. Bây giờ là coi như là đổ dốc xuống lại. Ngang này, ngang cái đoạn này là có thêm một cái chùa nữa. Chùa này là chùa gì ta? Để tập nữa tới đoạn đông kia chúng ta sẽ xem cái chùa. À, chùa Thương Minh, đúng rồi. Cái chùa Thương Minh này. Đó, đây là một trong những ngôi chùa mà có đứa bạn của mình học và tu tập ở trong này. Có lẽ là nếu mà làm video chùa Thiền Minh này thì dễ hơn, tại vì có quán thầy chùa. Vì vậy sẽ chỉ chi tiết hơn về những cái món đồ cổ tại ngôi chùa Thiền Minh. Sau khi mà chúng ta đi qua chùa Thiền Minh xong là chúng ta lại tới thêm một cái thất nữa. Cái thất này người ta gọi là thất Phước Lưu. Đó, nó cũng nằm trên đường Điện Biên Phủ luôn. Cái không gian ở phía ngoài mà mình nhìn vào cái thất này á, nó giống như một cái nhà rương. Ở phía trước là được trang trí bởi cái cảnh. Rồi trước cái cột là có hai cái câu thơ bằng tiếng Việt được trang trí ở phía ngoài. Chỉ cần đi dọc mấy tuyến đường này thôi mà cô bạn chỉ thấy là chùa chiêng nó nhiều không? Đó. Thì trong tương lai thì có thêm chắc cũng phải 3-4 cái chùa nữa tại khu vực này. Được Cuộc Sống Huế review cho anh chị coi về cái thất rồi cái chùa tại nơi đây. Dọc tường này chúng ta có thể cùng nghe tiếng chim hót liệu lo trên mấy cái lông chim nữa.
Đó. Bây giờ thì cơ bản chỉ thấy xe ô tô nó bắt đầu kẹt đường rồi đó. Mỗi lần ở dưới này là sẽ có một cái đường ray, tại vì khu vực này khá là gần với nhà ga. Mỗi lần mà đường ray đi qua, đặc biệt là giờ cao điểm như là buổi sáng sớm 7-8 giờ hoặc là buổi chiều tầm 5 giờ 6 giờ, mỗi lần mà đường ray đi qua thì cái đoạn đường Điện Phủ này mặc dù rộng nhưng mà nó vẫn tắc đường như thường. Ở giờ này của bác anh chỉ thấy là tắc. Nhưng mà ở Huế thì nó không phải là như Sài Gòn nó tắc cái kiểu là cái tiếng đồng hồ. Cái này chỉ tắc tầm khoảng 15 phút là cùng đó là chúng ta đi qua được à. Rất là dễ. Tại vì dân Huế cũng chẳng phải nhiều mà đường phố Huế lại cũng rất là rộng. Vì vậy chuyện tắc đường này nó chỉ mang tính chất cục bộ thôi. Đó, còn phía trước là chúng ta là khu vực của đang Nam Giao, ở cầu Nam Giao. À, cái con cầu bắc qua cái dòng sông Lợi Nấm của Huế. Và có lẽ từ cái đoạn cầu Nam Giao này chúng ta đi tới nữa, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều sự thay đổi. Trước kia thì cái đoạn mà các bạn chỉ đang nhìn thấy đây đa phần là bán những cái loại như là đặc sản Huế, qua lưu niệm, rồi ném chua chả cá rất là nhiều. Bữa nay thì nó nhường lại cho không gian của những cái quán ăn, rồi quán cà phê buổi sáng. Thực chất thì mấy quán này rất là đông á, đặc biệt là vào buổi chiều mà chúng ta đi ngang qua chúng ta thấy đông thui rồi luôn. Cuộc sống Huế đi giờ này cũng hơi trưa, 11 giờ trưa. Như vậy khách nó về hết rồi. Nếu mà chúng ta đi vào sáng sớm là chúng ta thấy rất là đông. Và mai trưa chúng ta cũng đã cùng với nhau đi khám phá tản bộ trên cái con đường Điện Biên Phủ. Bây giờ Cuộc Sống Huế mời các bạn chị đi thăm lại con đường này bằng cách là ngồi lên chiếc xe máy run run đi dọc lại tuyến đường này. Các bạn chị nhìn phía trên kia là những cái hàng hóa rất là đẹp, hoa phượng nở luôn. Đoạn đường này thì đoạn đầu chúng ta xuất phát lại là nó giao nhau với đường Lê Lợi gần cái bảo tàng của Hồ Chí Minh. Sau đó chúng ta sẽ đi băng qua một cái con đường, đó chính là đường Nguyễn Huệ, một trong những con đường dài. Cuộc Sống Huế cũng đang tính review cái con đường Nguyễn Huệ này đấy, nhưng mà đường Nguyễn Huệ thì nó rất là dài, nó dài hơn mấy cái con đường này rất là nhiều. Vì vậy chắc là phải đi rất là nhiều, phải chia ra làm hai phần gì đó mới quay hết được đường Nguyễn Huệ. Sau khi mà băng qua đường Nguyễn Huệ, chúng ta sẽ tới đoạn nhau giao nhau với đường Phan Đình Phùng, ngay khu vực cầu Nam Giao, đi thẳng lên. Ở đây có một cái quán cà phê mà Cuộc Sống Huế cũng hay là ngồi từ thời cấp 3 đến bây giờ, đó chính là quán cà phê Xanh. Nó nằm ngay cái đoạn giao nhau giữa đường Phan Chu Trinh và đường Điện Biên Phủ luôn. Giờ chúng ta tiếp tục đi thẳng lên phía trên này này. Sau khi mà chúng ta băng qua ngã tư đó, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái khu vực đường ray của Huế. Bây giờ thì đường ray nó chưa tắc đường, tại vì tàu nó chưa đi ngang qua. Đó, các bạn chỉ thấy đường ở phố Huế nó rất là rộng vừa thoáng, vừa cây xanh nhiều nữa. Đó, từ cái đoạn này mà chúng ta đi lên là chúng ta thấy thấy những căn nhà rất là đồ sộ của Huế mình, những căn nhà rất là đẹp. Nó có một vài cái căn nhà mà nó như cái biệt thự vậy, nó nằm trên cái đường này luôn. Và có lẽ mà cái đoạn đường mà đắc địa nhất ở cái khu vực đường Điện Biên Phủ thì nó nằm ngay cái đoạn đầu này. Tập trung nhiều những cái hàng quán như là bán đồ ăn, rồi rửa xe, và những cái ngôi chùa nó cũng tập trung ngang cái đoạn này nữa, chẳng hạn như là bên tay trái. Các bạn chỉ vừa mới đi qua cái tỉnh thất với là cái chùa. Đi lên hết cái dốc này là chúng ta sẽ tới cái khu vực chùa Tư Đàm mà lúc đầu Cuộc Sống Huế giới thiệu. Các bạn chỉ thấy khi mà chúng ta đi xe máy chúng ta thấy rõ ràng là ô tô nó đậu trên đường này nó đầy đường luôn. Đó. Phía bên kia là chùa Tư Đàm. Rồi phía bên tay phải các bạn chỉ là sẽ là chùa Thiền Lâm. Họ tới một đoạn là chùa Thiền Lâm. Cái chùa này thì nó nằm ở phía góc nên cũng ít người biết. Sau khi mà chúng ta đi thẳng lên phía trên dốc của đường này, ngay cái đoạn chùa Tư Đàm là chúng ta bắt đầu thả dốc lại. Một con đường rất là hay. Ở phía bên tay phải các bạn anh chị là vào mỗi buổi chiều họ sẽ bán nhiều loại như là bánh canh cá lóc, rồi là bán thêm trà sữa, các loại sinh tố ở phía bên tay phải.
Mì Quảng đó rất là ngon, giới thiệu cho các bạn anh chị luôn. Trên đường này vào mỗi buổi chiều, họ mới bán, còn buổi sáng với buổi trưa là chưa bán. Đó, phía bên tay phải chúng ta lại là một cái ngôi chùa nữa, chùa Kiều Lâm. Đó. Đi thẳng xuống cái đoạn chùa Kiều Lâm này là chúng ta đi băng một tí, sau đó chúng ta lại tiếp tục lên phía trên dốc. Và cái quả thật cái tuyến đường đến Mỹ Phú này là một trong những tuyến đường mà cuộc sống Huế đi đến đi về rất nhiều, tại vì nhà cuộc sống Huế đang nằm ở trên khu vực Tuần, và đây là đường duy nhất để về khu vực thành phố. Vì vậy mà một ngày thì phải làng qua làng về 2-3 vòng trên cái tuyến đường này luôn. Vì vậy đây là một trong những cái tuyến đường quen thuộc, mà đã quen thuộc thì không thể không review cho cô bác anh chị xem được. Cô bác anh chị thấy như thế nào? Một cái con đường mà có rất là nhiều cái ngôi chùa, đường rộng rãi, mát mẻ. Rồi ở phía bên tay phải của bác anh chị còn có thêm một cái bảo tàng để chúng ta có thể là xem những cái cổ máy chiến tranh thời xưa như là máy bay, xe tăng. Đó là nằm phía bên tay phải. Rồi đây cũng là một trong những cái con đường trung tâm tiệc cưới, từ những cái kiến trúc nhà rường lớn đến những kiến trúc nhà rường nhỏ, rồi đến những cái nhà mang phong cách hiện đại cũng nằm trên trục đường này luôn. Đó là những cái điểm chính của con đường. Và người dân giang xưa cũng thường hay gọi con đường này là đường Nam Giao, tại vì ở cuối đường là nó sẽ có một cái địa điểm, đó chính là đàn Nam Giao của Huế mình, nơi mà những cái vị vua thời Nguyễn đã thơ tổ, thơ chơi, thơ đất thì họ diễn ra ở trên đó. Và cuộc sống Huế cũng đã chia sẻ cho các bạn chị về cái tuyến đường này, và mong rằng là những hình ảnh này sẽ đem đến những cái góc phim mới cho các bạn chị về Huế. Và hẹn gặp lại các bác anh chị tại những nội dung sau. Đừng quên là góp ý cho cuộc sống Huế, để cuộc sống Huế có thể là cải thiện những cái nội dung trong những cái nội dung sau. Và nếu mà thấy video hữu ích thì đừng quên là chia sẻ cho nhiều người để cái cuộc sống Huế càng ngày càng phát triển hơn nữa. Và hẹn gặp lại các bác anh chị.